pew pew. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại, tiếp tục quay trở lại với giải đấu game show Dota 2 League được tổ chức bởi các thanh niên Nga Ngố. Và trong trận đấu này chúng ta đến tới trận đấu giữa Power Ranger và team DT 168, Dream Team 168. Và ở lượt bàn đầu tiên, bên phía Power Ranger họ quyết định bàn đi Tinker, trong cái đó bên Dream Team quyết định bàn đi Void. Bên những hero rất là khó chịu, khả năng đẹp cùng với đó khả năng lúc nào tuyệt vời, trong khi đó thì Void khả năng mở combat rất tốt. Tiếp theo đến đó là Blue Master và Skyrimet bị bàn ra. Vẫn còn đó Lycan, vẫn còn đó Razor, vẫn còn đó Doom, sẽ có lẽ sẽ là một trong hero đó thôi. Hoặc là Razor, hoặc là Lycan, hoặc là Doom. Còn như vậy là Razor đương nhiên Vic vâng. Ngay lập tức có luôn Doom. Và bên phía đêm DT 168 họ pick cực kỳ nhanh Doom cùng với Centaur luôn, không cần phải suy nghĩ nhiều. Đó đây là những hero có thể giúp cho họ chơi khá là dễ dàng. Bây giờ thì là lượt pick thứ hai với Power Ranger có lẽ sẽ là một sắp. Còn nếu như không phải là sắp thì sẽ là một hero mở combat, tôi nghĩ như vậy, còn vẫn còn đó Thai Hunter. Như vậy là đúng là một hero mở combat, nhưng không phải là Thai Hunter mà lại là Bad Rider. Và tiếp tục lượt ban tiếp theo sẽ là lượt ban support về Power Ranger. Họ quyết định ban đi Shadow Demon. Còn bên phía DT 168 quyết định ban đi Invoker. Thật sự thời điểm hiện tại thì Invoker không đủ, không mạnh. Thời điểm hiện tại Invoker không phải là một hero mạnh. Tuy nhiên hero này vẫn phụ thuộc vào một số, vẫn phù hợp với một số lineup nhất định. Và có Venomancer dành cho DT 168. Pick rất nhanh từ phía Power Ranger, họ quyết định pick luôn AA. Và tiếp đó là pack cho DT. Có vẻ như là có một sự suy tính khá là kỹ lưỡng đến từ hai team. Suy tính khá là nhanh, pick vô cùng nhanh luôn. Giống như kiểu là họ đã quá quen thuộc với nhau rồi, quá là hiểu nhau rồi. Và cũng là có thể là phù hợp với cái chiến thuật mà họ đặt ra trong trận đấu này. Ông bây giờ thì là Rubik cho bên phía Power Ranger. Sau khi họ thấy ulti của Centaur, ulti của Venom, Doom của Doom và ulti của Park đều là những ulti rất là tuyệt vời nếu như Rubik có thể ăn cắp được. Cho nên việc pick Rubik cũng là một lượt pick khá là hay. Tuy nhiên chúng ta thể đấy là thấy được là cái lineup bên phía Power Ranger với Rubik, với AA, với Bad Rider, với Razor ở thời điểm đầu game khá là mỏng. Razor có lẽ sẽ phải lên cho mình cái Mekan để có thể tank được cho team, cũng như với việc đó thì sống lâu hơn ở trong combat. Razor là một trong hero mà cần phải sống lâu trong combat mới có thể đi được nhiều đam. Trong khi đó ở lượt ban cuối cùng của mình bên phía Power Ranger họ ban đến Disruptor. Tuy nhiên có vẻ như đây là một lượt ban không đúng khi mà bên phía DT họ quyết định pick cho mình Weaver chứ không phải một hero support. Và bên phía DT 168 quyết định ban đi Mirana. Nhận thấy còn thiếu một coi rồi, bên Power này gọi vâng, kích cực kỳ nhanh, pick luôn cho mình DK. Các hai team có vẻ khá là vội vàng, họ rất muốn đánh nhanh ở game đấu này. Chứ chúng ta để ý thấy một cái lineup khá là dị bên phía DT 168, họ có Park, họ có Weaver, họ có Centaur, có Doom, đây đều là những core hero. Chẳng lẽ lại là một trận đấu mà Centaur cùng Venom sẽ sắp chăng? Khá là dị, lineup khá là dị bên phía DT. Không hiểu sẽ đánh kiểu gì đấy, ta chờ xem. Cùng với đó là bên phía DT ngoại trừ Centaur ra họ không có nhiều disable. Doom thì có thể Doom được chứ không thể giữ chân được đối phương. Venom có slow, Park thì có slow cái ulti của mình, Weaver thì có Tsukuji đuổi theo thôi, không thể giữ chân được nhiều. Trong đó bên phía PR họ tốt hơn, họ có Rubik, họ có DK, họ có Bad Rider có thể giữ chân lại được. Vâng, ngay tức vào game lại tiếp tục có pause. Ban pick cực kỳ nhanh, sau đó vào game rồi pause. Không hiểu có hàm ý gì đây. Điểm qua về lineup của cả hai team, chúng ta thấy đấy được là Sapphic cầm Puck, Apathy cầm Weaver, Android P cầm Centaur, Sema the Slayer cầm Venomancer và Lolic 9 cầm Doom. Trong đó bên kia PR thì tên thanh niên này tôi không biết đọc kiểu gì, cầm Bad Rider, Wizard 6 cầm AA,
quay gần như là quay tay, cầm Brazo, G4 cầm Rubik và Sunfest cầm DK. Vâng, có một pha hỏi của bên phía PR và có resume từ phía Park, có vẻ như là hơi thiếu lịch sự. Ừ, như vậy là chia lane luôn từ phía các hai team, không có những pha đi cùng nhau để có thể biết đâu đó ăn được first blood. Khi mà bây giờ thì ở mid của bên phía PR đó là DK, ở dưới bot thì đó là Bad Rider. Bộ đôi chip sẽ là Rubik, à bộ ba chip sẽ là Rubik AA cùng với cả Rayzo. Trong đó bên phía DT thì Park có lẽ sẽ đảm nhiệm vị trí đi mid. Weaver đang đứng ở dưới bot cùng với cả Venomancer. Trong khi đó thì Doom đang đứng ở trên top Sentau. Vậy Sentau đứng ở đây. Vâng, nếu như mà pick như thế này hoàn toàn có thể để cho Sentau đi solo offlane, còn Doom sẽ vào rừng farm. Tại sao, hoặc là cô chỉ có thể là đưa Doom lên để có vẻ giả vờ thôi. Mà Doom chúng ta thấy là Doom cầm luôn mắt. Và cái mắt này là được mua bởi Venom, đã có cả mắt rồi. Như vậy rất có thể là Sentau sẽ ở vị trí support để cho Doom farm. Hoặc nếu đánh theo kiểu 4 farm 1 sub thì Venom sẽ là sub và Sentau đi solo upland, còn Doom vào rừng. Tôi nghĩ là về được để cho Doom vào rừng và Sentau đi solo land sẽ đảm bảo hiệu quả việc lấy level sớm cho team DT hơn. Bây giờ thì hai support bên phía PR họ đang đứng ở trên đồi nhìn thấy nhau và tất cả đi về. Có Envy dành cho Venomancer. Tuy nhiên là bên phía PR chắc chắn họ nhìn thấy với cái mắt này của mình, nên ở thời điểm đầu game sẽ là sự cẩn trọng nhất định đến từ phía Bad Rider. Khi mà thời điểm đầu game với cái slow của cái Venomous Gay này thì nó có khả năng slow cực kỳ khủng khiếp. Với đó là với đó việc Weaver có Sukuchi và đánh chay từ Weaver với Venom chắc chắn sẽ kết liễu được Bad Rider nếu như bị dính cái slow từ cái skill 1 của Venom, nên sẽ phải lui về gần thật là cẩn thận từ phía Bad Rider mà thôi. Bây giờ thậm chí Sentau cũng đang đi xuống dưới bot, như vậy Sentau sẽ đảm nhiệm vị trí support, sẽ để chắc chắn là nhường lane upland dành cho Doom rồi. Như vậy thì sẽ là rút thiếu level. Bây giờ thì thôi xong, Bad Rider đã bị trúng cái slow của bây giờ fast stun, thôi xong. Việc còn lại sẽ là nhường last hit. Vậy là quyết định không nhường last hit dành cho Weaver, mà là Sentau đã đánh phát cuối cùng. Bây giờ thì có nhấc lên từ phía Rubik Ult, vâng, slow lại từ AA. Vậy đã stun được rồi, thôi xong. Như vậy là AA không tăng cho mình buff đam, nếu không tăng cho mình buff đam thì sẽ không đủ đam để có thể đập được Doom khi mà lượng máu đầu game Doom khá là lớn. Vâng, con Claire khá là đẹp từ bên phía PR. Bây giờ thì Bad Rider đang cố gắng vào gọi là tranh farm của bên phía các support bên phía DT. Ở mid thì có vẻ như là DK đang hơi đuối hơn so với Park, nhưng mà Park có thể hoàn toàn né được cái lửa của DK bằng cái phase shift của mình, cùng với đó là lượng đam tay ban đầu to hơn khá là nhiều so với DK, 64 cộng 3 so với cả 56. Bây giờ thì có Illusion dành cho Rubik. Việc có ăn được Illusion thì có lẽ sẽ không có mạng nào đâu, khi Illusion sẽ mang tính có thể scout được nhiều hơn, không phải là một rune mang tính đột biến cao để thể đi ganh như là Envy hay là Haste hay là Double Dam. Bây giờ thì Weaver đang đứng farm, Sentau cũng đang nhiệm vụ deny giữa hai chấm dầu của người rồi. Có vẻ như sẽ là dùng bóng để có thể stack được từ phía Rubik. Chúng ta chờ xem thanh niên này thể hiện đẳng cấp micro của mình đến đâu. Hai bóng vào hai vị trí có thể stack được hai kem rồi. Doom đang cố gắng vào có thể kéo crab ra, nhưng không thể kéo được. Mà A liên tục đập vào crab nhưng mà Doom cũng tự ăn luôn. Việc ăn được con Sati đấy rất là hay, khi mà sẽ có một cái hồi máu miễn phí cho Doom mỗi 4 giây. À 4 regen mỗi giây. Bây giờ thì Bad Rider
Mario chưa có cho mình lửa sẽ không dám có thể lao lên. Bây giờ sẽ chỉ là những pha dùng dầu để cho thể check sai. Có một pha smoke ra từ hai thanh niên support về PPR, đó là đó là Rubik đang cố gắng vòng sau, như vậy là sẽ cố gắng focus vào Doom. Tuy nhiên là chưa có Krebs, sẽ phải chờ đợi. Sẽ phải chờ đợi, mà Krebs thì bây giờ đang rất cao. Vậy sẽ phải lùi về thôi, họ không muốn để trụ bắn. Nếu như để trụ bắn thì Rubik và A là những hero cực kỳ mỏng. Bây giờ thì đi ra check rune, và có rune regen dành cho Park. À, với Rubik đang ở đây, liệu có pha stun? Stun vào, bây giờ thì có búp đam và sẽ là nhấc lên từ phía Rubik. Vâng, như vậy là phase ship trước. Bây giờ thì mới nhấc nhưng chắc chắn vẫn chết thôi. Park đánh, nói chung là còn thiếu kinh nghiệm tôi. Nếu là tôi thì hoàn toàn thể cẩn thận Illusory rồi đi về. Tuy nhiên bây giờ thì có hút đam từ phía Razor ở trên top. Tuy nhiên Park cùng với cả Weaver đang farm khá là tốt. Mặc dù đầu bảng farm hiện tại đang là Razor. Bây giờ có pha stun đằng sau, móc sau, núp đàm chết luôn được ba Raider. Sentao tiếp tục ăn được một mạng. Phương hai pha đó hoàn toàn có thể nhường last hit dành cho Weaver. Weaver có thể xanh thêm. Thật sự là có vẻ như Sentao, mình nghĩ là không được chuẩn mực cho lắm về mặt support. Thấy anh có những pha di chuyển khá là hợp lý. Tuy nhiên cái việc ông thôi xong rồi ba Raider lại chết. Lại chết, slow quá khủng khiếp, stun, lại núp. Và bây giờ thì là một mạng thứ ba dành cho Sentao. Clip Spree, và bây giờ sẽ kết thúc cái Clip Spree này. Đó, đó là lý do tại sao phải nhường mạng cho Weaver. Nếu như để cho Sentao ăn được Clip Spree thì Razor sẽ giết Sentao kịch dễ dàng với một cái tele của mình mà thôi. Còn Weaver với Tsukichi hoàn toàn thể chạy được sau khi giết được người. Thật sự là mà không biết nói sao được. Support thì đôi lúc họ cũng không muốn, nhưng mà họ cứ phải đánh cái phát cuối cùng thôi. Họ cứ để auto cứ đánh phát cuối cùng phải chịu chứ làm sao. Có ulti của Park đang cố gắng focus, biết đã silent được DK rồi. Một pha stun núp đam vào DK, DK stun được Sentao và đi về. Nhưng bây giờ là đã hết ulti của Park, vẫn không thể giết được khi mà DK còn rất là nhiều máu. Ông pha đó thì hoàn toàn thể một là đợi Venom đi ra, hoặc là có thể gọi là harass trước, giả bớt lượng máu của DK đi. Pha tính đam cực kỳ thiếu chuẩn xác từ bên phía DT khi mà DK cực kỳ nhiều máu đi về. Trong đó với việc xanh như thế này thì Weaver đang quyết định lên cho mình cái hand ở Midas. Acid được 3 mạng. Còn Razor thì đã lên cho mình giày phay rồi. Nên mình giày phay và 900 tiền có lẽ sẽ là lên thẳng mê khan thôi. Thật sự là cái khả năng núp đam của bên phía DT khá là khỏe, với Sentao với Venom 2 support này hoàn toàn có thể đi roam rất tốt. Nhưng bây giờ thì Doom đã bỏ cái land top. Doom đang vào rừng farm tiếp cho mình, với việc là land top bị control quá là kinh khủng. Razor liên tục hút đam thì thà farm trong rừng còn nhanh hơn là đứng ở ngoài land. Có khá là nhiều mắt từ bên phía PR, biết họ cắm một cái mắt đây lại tiếp tục, cắm một cái mắt ở vị trí đây nữa. Vậy bây giờ lại tiếp tục ulti của Park Focus vào DK. DK bị stun, silent, núp đàm, chết luôn. Doom thậm chí còn chưa tiếp cận được. Cái số là 42. Bên phía DT họ đang có những pha gánh hiệu quả hơn. Park Rider thì sau khi liên tục bị chết ở dưới bot thì có vẻ như sẽ phải về nhà. Vẫn đang có vẻ vẫn đang chảy cùi xuống dưới bot để hit level. Tôi nghĩ thì hoàn toàn thể đi farm rừng được. Vậy là Weaver đã ăn được cái trụ bot rồi. Weaver đang càng lúc càng xanh. Nguyên mình 800 tiền sẽ là lên Ring of Hell và hướng đến cho mình cái Lincoln. Có
Không pha cắm Senchi xuống thì có thể chống được những Invi từ bên phía DT. Nếu Weaver ở móc sau hoàn toàn thể giết được. Bây giờ có double dam dành cho Park. Nếu Park có double dam rất có thể sẽ tiếp tục cố gắng focus dọc vào DK. Tuy nhiên với chỉ với Venom slow thì sẽ rất là khó. Giờ pha cắm cọc có thể slow được một tí nhưng không ăn thua. DK sau khi hóa phong rồng sẽ có được boost một tí tốc chạy. Bây giờ đang cố gắng liên tục focus vào cái trụ top từ bên phía PR. Bây giờ doom thẳng vào mặt của Razor rồi. Tuy nhiên Centaur mới chỉ có cho mình level 5. Park giờ đi ra Illusorb nhưng Illusorb không trúng ai. Có double down nhưng 1-2. Một giây nữa mới có cho mình ulti. Sẽ là ulti. Ulti được hai thanh niên rồi. Bây giờ thì Rubik sẽ dẹo. Tuy nhiên bắt là Rubik không dẹo. Bây giờ quyết định quay trở lại focus vào Razor chứ không focus vào Rubik. Nhưng Rubik thì vẫn sẽ chết khi mà bị doom giết rồi. Trong bây giờ thì đang ở đằng sau, Centaur bị giết ngược bởi Barrider và AA. Barrider bây giờ đuổi theo cú hút đam từ phía Razor. Razor focus vào doom sẽ dẹo. Bây giờ thì Park có face shield, Park có Illusion, Park sẽ chạy được thôi. Như vậy là nếu như trong pha combat vừa rồi họ cố gắng tập trung vào Rubik và AA sau khi giết hai support thì hoàn toàn thể lui về khi mà lúc đó Razor vẫn đang bị doom. Tuy nhiên Park đã quyết định cố gắng quay ra focus được Razor nhưng không đủ lượng đam để có thể giết được. Và như vậy là Doom cùng với gặp Doom lên bà cùng với Centaur khá là đáng tiếc cho bên phía DT. Họ chủ động hơn nhưng họ lại không thể làm được những việc mình dự định. Bây giờ thì có giày máu cho Venomancer, Venom nhiệm vụ support lên cho mình giày máu. Cũng hoàn toàn thể được vì nhiệm vụ chính sẽ chỉ là cắm rắn với tung skill ra thôi. Trong khi đó Doom mặc dù khá là thọt cũng như lên cho mình chỉ có một điểm default. Bây giờ anh cũng đã có được cho mình giày mana ở phút thứ 10 thì cũng tương đối tệ. Mà có thể gọi là không tệ nếu như với việc bị đi lên quá là nặng. Trong đó Centaur sắp có được cho mình Blink rồi. Centaur rồi bị support thì đánh cực kỳ hay và sắp có cho mình Blink. Weaver thì có 1200 tiền sẽ lên Ken khoảng tầm độ 6-7 phút nữa sẽ chắc chắn có lên Ken như cứ giữ tốc độ farm như vậy. Trong đó ở mid bây giờ thì Razor đang hút Doom có nhấc lên thì Rubik nhưng mà thôi xong rồi, vậy là Doom chết. DK thì bị Doom chết. Trong khi đó thì Park chạy được về. Killing Spree dành cho Razor khi mà mặc dù bây giờ thì có pha bằng plasma fill ra nhưng Park cũng rất tỉnh. Park cũng rất tỉnh né cái plasma fill rất là điệu nghệ. Bây giờ có Illusorb ra và tele về nhà. Ở trên top bây giờ bắt đây ăn vào trụ top có fortify trụ nhưng sẽ không như vậy cũng có một người ra đẹp. Sẽ Doom sẽ cố gắng để có thể deny được cái trụ này. Nhưng mà cái trụ này bây giờ có thể deny được rồi. Sẽ phải thật cố gắng đi deny. Thật cố gắng đi deny. Deny deny thành công. Trong khi đó ở mid bây giờ Razor cùng với GDK đang cố gắng ăn cái trụ mid. Liệu có phải deny từ Venom không? Có ulti ra của stun của DK. Thôi xong rồi Venom lên bảng. Centaur cũng lên bảng luôn. Quá là hay ở phòng ulti tuyệt vời từ phía A. Xuyến bây giờ đi ra cái phải xúc cái gì về ngay. Hai support đã chết. Đã không linh cho Barrier. Bây giờ tất cả thành viên phía DT phải cẩn thận khi mà Weaver chưa có cho mình Tsukuchi. Ai chưa có cho mình Lincoln. Có cho mình Tsukuchi cũng là chưa đủ vì chỉ cần một cái đớt đơn giản thôi cũng sẽ có thể blink lên và kéo được Weaver về. Ở thứ 12 chúng ta có thể thấy về network dẫn đầu là Weaver, việc lên hand Vidap và farm cực kỳ xanh như acid rất nhiều nhưng tiếp ngay sau đó đó chính là Razor và DK. Vâng, một pha smoke 3 thành viên từ PPA, Bad Rider cùng với cả Rubik và A đang đi di chuyển. Sẽ nhìn thấy Venom không? Vậy đã không nhìn thấy, mỗi bên đi một đường. Tuy nhiên bây giờ sẽ gặp nhau ở trong rừng nhưng Weaver đang đứng đầu tiên. Với việc Weaver đứng đầu này thì rất khó để có thể bắt được. Bây giờ có Tsukuchi lên từ phía Weaver, Rubik có gì không? Vậy là có Senchi và tốc sẽ tung ulti ra và chắc chắn Weaver dẹo. Ồ vâng, như vậy là không dẹo khi mà ulti của A, có vẻ như ulti của A bị trượt. Và bây giờ thì có ulti của Park, ulti rất đẹp, doom thẳng vào mặt Razor luôn. Ulti 4 được của Park, chuyên Park đã bị hút đam cực kỳ lớn và Park chết rồi. Trong đó Rubik cũng chết, double kill dành cho AA. Razor vẫn đang bị doom nhưng Razor vẫn đang đập quẩy rất là nhiệt tình. Doom thì vừa kết thúc được bắt đây nhưng Doom còn một tí máu và Doom cũng sẽ chết. Triple kill rồi,
Giờ thì mới ulti của Venom, Venom đi ra và kill speed dành cho thanh niên DK. Bây giờ thì Weaver sẽ phải lùi về. Pha combat tổn thất cực kỳ lớn. Pha combat tổn thất cực kỳ lớn. Bây giờ thì Weaver đang Sukuchi lên, đang cố gắng tiếp tục để đép và farm. Trong đó DK vẫn có farm rồng, có pha ulti xuống ngoài nhưng ulti trượt mất rồi, Weaver đang ở rất xa. Đã có blink cho Centaur. Centaur sau khi farm rừng 8 tiết chạy về nhà. Khả năng farm rừng tính đa cũng khá là chuẩn. Như vậy là chỉ còn có tầm một cái recip nữa, còn tầm 1.000 tiền, hơn 1.000 tiền nữa là Weaver sẽ có cho mình liên can. DK đang có inv. Nếu như Park đi lên rất có thể Park sẽ dẹo. Park mà cực kỳ mỏng, nếu như bị stun chỉ cần 2 stun thôi là sẽ lên bảng. Illusory Orb ra để đẹp, đã nhìn thấy được Rubik rồi. Rezo trận đấu này khác với trận đấu trước, sau khi lên cho mình Mecha quyết định lên gậy xanh luôn. Trận đấu trước Team AS họ quyết định lên Mecha BKB rồi AC, sau đó mới là gậy xanh, bây giờ có ulti của A lên trên top để có thể đép được. Đã có Fortify trụ đến từ PR. Fanti này có lẽ sẽ phá ulti chuẩn sang từ A, ulti trúng được Weaver rồi. Tuy nhiên là cái trụ bot thậm chí còn nằm xuống nhanh hơn, cái trụ bot còn ít máu hơn và lực push của bên phía PR là khỏe hơn với DK. Tuy nhiên Weaver cũng đã ăn xong được cái trụ top. Rất có thể đây sẽ một pha combat ở dưới bot, mà rất nhiều các thanh niên về PR ở dưới này. Chuyên 3 thanh niên bên phía DT vẫn còn ở trên top, họ vẫn quyết định chưa lui về, thậm chí là Park cũng đang ở mid. Park có cho mình blink, vẫn chưa cho chim mang lên, và chim đang đi về, có tele xuống đến từ Park. Rubik đang đứng khá là khéo ở đây. Tuy nhiên bây giờ đi ra thì sẽ bị phát hiện bởi cái cọc rắn của Venom. Park sẽ một pha blink siren đẹp hay không? Đã chờ xem. Bad Rider thì đang đi check hàng. Mà check hàng trượt mất rồi. Centaur có ulti, Centaur có blink sẽ mở combat khá là tốt đây. Có xông vào không? Centaur vẫn đang đứng đợi Venom đứng ở đằng sau rất xa. Xa hơn nữa đó chính là Weaver. Trong khi đó thì Doom cùng với Park lại đang yêu nhau ở đây. Như vậy là hết thời gian smoke và vẫn không có pha smoke hiệu quả. Bây giờ thì đang cố gắng tập trung tất cả lại mid, rất có thể sẽ là push mid. Chuyện cái trụ mid của bên phía PR còn rất nhiều máu, sẽ còn rất nhiều thời gian để bên PR họ có thể đi bộ ra và đép được. Còn bây giờ thì đang đi bộ ra từ các thanh niên phía PR rồi. Weaver đang đứng ở đầu tiên, tất cả thanh niên đứng ở đằng sau back up. Bây giờ pha thổi lửa của DK, thổi lửa trượt. Bây giờ blink lên, file lần được Rubik, Rubik lên bảng. Không, vậy là có Mekan từ phía Razor, nhưng có ulti của Venom. Bây giờ thì Weaver chết luôn, không kịp làm gì cả. Venom tiếp tục ra slow nhưng mà Dominating dành cho Razor, Razor cực kỳ cứng. Rubik lên bảng và bây giờ sẽ là đến được, có cả bật Majestic nhưng không thể làm gì. Núp đam từ phía Centaur, Centaur cũng đã kết thúc được Razor rồi với việc là Doom ăn được cái mạng của Razor bằng việc last hit cuối cùng. Bây giờ thì double kill dành cho Razor trước khi chết, nhưng mà ba thanh niên đang cố gắng đuổi theo Doom và Doom sẽ dẹo với stun của DK. Nó một phát team wide, tất cả thanh niên bên phía DT đã lên bảng, trong khi đó PR họ chỉ để mất có 2 người. Có bắt thành công từ bên phía PR. Đằng sau pha combat vừa rồi thì lượng gold chênh lệch đã nghiêng về phía PR rồi. XP thì đột thẳng một góc xuống gần 5.000.
tôi đã nói với việc có khá là ít stun thì cái khả năng combo combat của DT là hơi yếu. Trong khi đó bên phía Battle họ có rất nhiều disable với ulti của Battle xuyên BKB stun của DK nhấc lên của Rubik. Bây giờ thì thôi đuổi theo ulti của Park, ulti chống được mỗi DK một pha silent ở DK một pha stun nhưng stun trượt chứ bật ulti luôn của Centaur đang cố gắng đúc đam thẳng vào bị hút đam thôi xong rồi chết ngược. Centaur chết vào bây giờ thì sao? Park bây giờ đang lui về được mình Rezo. Rezo có mình giật set Rezo bao mình mê khan bây giờ thì Doom đi lên. Doom lên DK còn rất im ắng nhưng có bật chống đi về. Bây giờ vẫn đang cố gắng đuổi theo có Doom Doom thẳng vào đầu của Battle. Tiếp tục đuổi theo double kill dành cho Park nhưng Park đã bị chết và bị kết thúc bởi cái lửa của Battle. Bây giờ thì Rezo đang cố gắng đuổi theo Weaver. Cắm một cái Senchi này có thể thấy được cái ward ở đây. Cùng với đó là cái ward này thì sẽ không thấy được, như vậy sẽ phá được một ward từ bên phía Pia. Vấn đề là họ sẽ phải đi qua đó một lần nữa. Trong khi đó thì bây giờ Venom đang farm Anson với bãi cọc của mình. Như vậy là Weaver vừa kết thúc được AA dưới bot A3 đi farm ẩu. Và với việc có Doom, có Centaur, Weaver thì AA chạy kiểu gì đây. Trong đó Rayo sẽ phải lui về khi mà có Venom đây. Ông Venom khá là khó chịu. Cứ mà Venom chỉ dùng mỗi cái mê đay để có thể trừ giáp được Rayo thôi mà cũng bị slow lại nhờ cái skill bar của Rayo. Cực kỳ khó chịu từ hero này. Trong bây giờ có Envy cho Rubik. A đang đứng ở đằng sau khi hồi sinh A đang hướng đến cho mình gậy xanh. Sắp có mình gậy xanh được rồi. Bây giờ thì Pia họ đang đi lên. Rubik đã quyết định cắm một cái Senchi và phá được Senchi của bên phía đối phương. Ulti lên của A. Pha ulti là trúng ai không? Vâng, như vậy là trúng được Doom cùng với cả Venom. Trong khi đó thì ở dưới bot Weaver vẫn đang farm và đã có tele về. Bây giờ thì Park đi lên ulti được. Ulti được vào Rezo rồi. Bây giờ Doom thẳng vào đầu Rezo luôn. DK vâng bây giờ stun đẹp của phía Centaur, stun được hai thanh niên. A đang bị focus, tuy nhiên Rezo đã dẹo. Bây giờ thì sẽ đến lượt Doom. A cũng lên bảng. Doom cũng dẹo. Bây giờ thì focus vào DK. DK dẹo nốt. Như vậy là pha còn bắn lật rồi. Bây giờ pha Blink lên của Park Enso đuổi theo, đang cố gắng đuổi theo Barrier pha stun. Nhưng mà thôi cancel stun rồi khi mà Barrier đã biết trước và chạy đường khác. Nhưng chạy đường khác thì cũng vậy thôi. Triple kills. Triple kills into Weaver. 4 mạng với Pia lên bảng. Với vừa ăn được triple kill thì Weaver ngay tức vượt lên network, vượt hơn 1.500 so với cả Rayzo. Tiếp đó là ăn được trụ. Nhưng mà hơi đáng tiếc là không có ai last hit được cái trụ ở mid. Bây giờ thì tiếp tục focus vào trụ thứ hai khi mà 16 giây nữa thì Rayzo mới ra. Có nhấc lên phía Rubik, nhấc được Centaur lên nhưng sẽ là chỉ là nhấc rồi đi về mà thôi. Một mình Rubik sẽ không thể làm được gì nếu như ngáo đá đi ra, thậm chí còn chết ngược. Vẫn đang cố gắng ăn vào cái trụ mid thứ hai. Bây giờ Rayzo đi ra, Rayzo ngay tức bị silent. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy là công lớn trong pha vừa rồi đó là công của Akia đi ra được trụ và có một ai đó đã kết thúc con gà ở bên phía DT. Việc ăn được gà thì không có gì phải xoắn cả, có pause game từ phía Centaur. Sau liên tục pha combat hai bên rằng co dữ dội thì giờ lượng gold lại lệch về phía DT, họ ăn liên tục được hai trụ liền. Còn lượng XP cũng bắt đầu nghiêng về phía DT chỉ là 2.000 mà thôi. Gold cũng chỉ là 2.000. Trận đấu diễn ra rất là cân. Trong pha combat rồi nếu như mà cần thiết thì cũng hoàn toàn sau khi ăn được combat ở mid, ăn được cái trụ mid thì bên DT họ hoàn thể vào ăn Roshan chứ không bắt buộc phải ăn vào trụ mid thứ hai khi mà trụ mid thứ hai còn rất là nhiều máu. Tuy nhiên bên phía DT họ đã quyết định ăn vào trụ mid thứ hai và đó có vẻ như một quyết định sai lầm khi mặc dù họ ăn được trụ nhưng lại để chết mất con gà. Bây giờ trận đấu đã được bắt đầu rồi. Có 2.100 tiền thì cho Park chưa biết sẽ lên gì. Nếu cần thiết sẽ lên hack khi mà bên phía DT họ rất thiếu disable. Trong khi đó đã có Lincoln cho Weaver và Weaver có cho mình 2.400 tiền. Centaur có được cho mình cái Blink.
Và có vẻ cũng đang hướng đến hoặc là Sange hoặc là DKB. Venomancer thì sau khi có cái medallion tiếp tục làm vị trí support lên là mình cái heo Iron Wind, như vậy là sẽ lên cái đồ tăng khả năng đi đam phép. Doom thì sẽ sau khi lên được Mechan Blink thì mới chỉ có lượng Mechan Blink, chưa có gì nhiều, 287 tiền, như vậy vừa mua Blink xong. Trong bên kia thì Barrier đã có mình Blink và Falstaff đủ đồ để có thể đánh nhau được. AA thì có vẫn chỉ như vậy, sau khi chết lẻ và không thể có combat thành công thì AA vẫn còn chững lại ở một nửa cái gậy xanh. Ông pha Blink lên stun của Sentao mà stun trượt mất rồi khi mà Blink cực kỳ nhanh đến từ phía Bad Rider. Trong đó Raizo đã có cho mình gậy xanh và đang hướng đến cho mình Lin Ken. Khi đã mua Recip Lin Ken rồi, Ubik chỉ có mình giày mana, bên DK vừa mới mua BKB. Ví dụ mỗi bên đều sở hữu một hero gọi là có cái ulti disable xuyên BKB. Với bên phía DT đó là Doom, bên phía PA đó là Bad Rider, thì việc mà mỗi bên lao vào combat như nào sẽ phụ thuộc rất nhiều, à sẽ ảnh hưởng rất nhiều kết quả. Bây giờ là Bad Rider và Blink ra kéo được Sentao về. Sentao lên bảng. Chắc Sentao lên bảng nhưng mà Razor tiếp tục bị Doom. Có một pha ulti của Park, ulti của Venom trước khi chết nhưng Venom cũng lên bảng luôn. Bây giờ thì được Doom lên bảng 3 thì lên bảng nhìn, trong khi đó Razor vẫn còn sống. Sẽ là deny. Deny, đúng deny thành công được Razor rồi. Vâng, sau khi vừa ăn được một combat thì bên DT họ tiếp tục fail. Nhưng mà nếu như không có Weaver thì bên DT không thể đi đam được. Weaver là một hero cực kỳ quan trọng về phía DT. Chứ khi mà các đồng đội đánh nhau thì anh lại không có mặt ở đó. Bây giờ thì vẫn như vậy, là không phải là một cái hack, không phải là ultimate orb mà Park lại quyết định lên cho mình đa gông. Vậy như bên phía DT họ rất muốn có thể núp chết được một hero nào đó cực kỳ nhanh nên Park đã quyết lên cho mình đa gông. Tôi nghĩ đây là một sự lựa chọn sai lầm, tôi nghĩ đây là một sự lựa chọn sai lầm. Vì Bad Rider cũng đang hướng đến cho mình BKB, DK đã có mình trình BKB rồi. Nhưng bây giờ mà Rezo có cho mình Lin Ken nữa thì cái Dagon cha giải quyết được cái gì? Bây giờ thì ăn vào Roshan từ phía Pia. Tuy nhiên là có vẻ như một pha Illusion ngay tức phát hiện ra bên phía Pia họ ăn Roshan và sẽ phải lui về. Trong đó Weaver vẫn đang tiếp tục farm trên top, đã có đề xô cho Weaver rồi. Rất cần Weaver tham gia combat cùng team. Anh cần vào đúng thời điểm, nếu như vào quá muộn thì các đồng đội sẽ chết khi mà Buck, Venom, Sentao có lượng giáp cực kỳ yếu. Doom cũng như vậy, máu thôi là chưa đủ. Vâng, sau khi nhận thấy có vẻ như bên phía DT họ đã lui về thì bên PA tiếp tục. Vâng, ăn được một tí rồi lại đi về. Bây giờ thì đã có cắm rắn đến từ Venom. Vừa đang lao lên, ngay lập tức có Sentry và ngay lập tức tham láp về cho an toàn. Sentao ngay tức Blink về luôn, không tham gia combat, họ không có sai ở trên. Cắm một cái mắt, vâng, vậy là đã có một thêm một tí sai ở trên khi mà Sentao cắm một cái mắt khá là tỉnh. Rất khó để có thể phòng bát, hai bên có sự chênh lệch không phải là quá lớn. Lại tiếp tục vào sàn tiếp, ăn được một tí lại vào như này, không hiểu bao giờ thì mới ăn xong. Có lẽ là lên YOLO luôn. Hơn như vậy có một đường vẽ chiến thuật. Một đường vẽ chiến thuật ăn xong một tí lại đi về. Đánh theo kiểu này gọi là cái kiểu nhử nhử. Đó thì Weaver đang farm ở dưới bot rồi. Không có cho mình 1.700 tiền farm cực kỳ xanh luôn. Bất top hẳn so với các thanh niên còn lại. Bây giờ có đường vẽ từ phía Park.
đi thẳng lên trên bot. Tuy nhiên bây giờ Weaver lại quyết định đi ra bằng tung kiến con ra để có thể check được hàng. Tuy nhiên rất tiếc là bên phía PI họ đã lui về rồi. Có gậy xanh dành cho A. Vâng, bây giờ cắm một cái Sentry và sau đi vào Roshan luôn. Quyết định không để cho PR nhử nữa mà mình sẽ vào ăn Roshan luôn sau khi bên PR họ đã ăn được gần nửa bình máu của bên phía của Roshan rồi. Cũng vậy, ulti của A, ulti trúng tất cả 5 thành viên, rất sẵn sẽ phải lùi về nhưng nó có kéo từ bắt đây rồi. Vậy lập tức về nó Mancer lên bảng. Và tiếp đó là Park cũng lên bảng luôn, có buyback đến từ Park nhưng bây giờ một mình Weaver đang phải đứng chờ đây. Vâng, đã có bật cả BKB lên, vậy là sẽ vào ăn Roshan. Đã phát hiện ra kiến và cái ulti của Razor giật kiến cực kỳ đau, kiến sẽ phải lui về. Kiến còn rất là mỏng khi mà chỉ mới có mình lên kèn đồ để có thể tăng máu thôi. Bây giờ thì tiếp tục là Illusor của Park, sau khi Park bay bách sẽ pha có mắt đầy lửa, đã có Blink vào thôi, sơ tan vào Doom vào thẳng mặt Rezo. Ulti khá là đẹp của Park, tuy nhiên Park lại lên bảng lần thứ hai và Sentao cũng lên bảng luôn. Weaver giờ bây giờ ăn double kill, sẽ là triple không? Đây là triple kill, ăn cắp được Sukuchi, một double kill dành cho DK. Bây giờ thì Weaver sẽ tiếp Rubik. Vâng, thì bị stun từ phía DK thôi, xong rồi. Stun cực kỳ lâu từ phía DK và Weaver đã lên bảng đánh khá là ẩu. Có buyback từ phía Weaver và buyback từ phía Doom ngay, tức tham lam ngược lại giết được luôn cả Rubik. Ultra kill bây giờ đang cố gắng đập vào DK, DK sẽ phải lui về, rất có thể sẽ là Rampage. Tuy nhiên đang có tele xuống, bắt đầu vậy là sẽ phải lui về, như vậy sẽ không có Rampage. Đã Tsukuchi đi rồi. Tsukuchi đi rồi và với việc Doom và Weaver buyback như thế này thì sẽ tiếp tục vào Roshan. Roshan rất là ít máu nhưng Barrier đang đi ra. Barrier sẽ không có cho mình Blink khi mà đang có cái bật lửa của Doom. Vâng, định ăn vào ăn nhưng mà không thể ăn được và Doom đã ăn được cái Roshan rồi. Đã tức lấy lại tele sau khi để nhường cho Doom ăn Roshan. Vâng, ở phút thứ 30 bây giờ thì lượng gold lệch là bằng 0. Chúng ta có thể thấy là cái đồ thị khá là kinh tởm. Trận đấu giữa hai đội này họ liên tục có những pha xử lý lỗi. Sau khi một bên xử lý lỗi, bên còn lại cũng sẽ xử lý lỗi luôn. Park đang đứng ở mid và có ping từ phía các đồng đội của PR. Đã có Blink lên của Rubik nhưng không thể nhắc lên được khi mà có run hết cho Park, và Park đứng rất là cẩn thận. Có lẽ là bên PR họ đang đi thẳng vào mid, họ rất muốn ganh một ai đó. Bật lửa lên của Doom và bật ulti của Sentao. Thôi Blink lên, focus thẳng vào mặt, thôi xong rồi, pha dậm hai. Vậy chắc chắn là Rubik cùng với Rezo lên bảng. Quarter đang cố gắng kéo, không có đam nữa rồi. Không có đam nữa thì DK sẽ dẹo, DK cũng lên bảng. Bây giờ thì A ngáo rồi nhưng A tele. Vậy là A không tele, vậy là A vẫn tele về được. Trong khi đó Barrider không thể tele về khi mà Sentao Linh ra stun. Vậy là 4 bạn lên bảng. Họ chỉ mất mình Venomancer DT đang đánh tốt hơn khi mà Weaver đang càng ngày càng giàu. Razor cùng với DK chưa có được lượng tiền như lượng đồ cần thiết để có thể combat được. Khi mà Razor cứ liên tục xuất hiện là bị Doom chưa kịp dùng cả skill thì sẽ không thể đi được ra. Bây giờ thì có buyback cho Razor và DK. 9 giây nữa thì Rubik sẽ ra. Con ulti của A đi ra, Fountain này sẽ trúng được ai? Như vậy là trúng được Park. Có Fortify trụ. Có Fortify trụ. Có buyback từ phía DK và Rubik. Như vậy sẽ pha combat để có thể đép được. Nhưng mà sẽ là tình huống 4 đấu 4. Với việc tình huống 4 đấu 4 và có vẻ như là sắp hết mana và hết máu từ phía Park thì bên phía DT họ quyết định an toàn lui về. Ăn được trụ xong lui về thôi.
ăn được trụ là được rồi, sau đã có tiền rồi, cần thiết thì lúc nào sau khi một pha combat thắng nữa sẽ là cái lách melee. Khi mà họ cũng đã câu được hai cái buyback từ phía Raizo cùng với cả DK trong vòng mấy phút nữa, nếu như tiếp tục Raizo và DK chết thì sẽ là một land mid cho bên phía DT và thậm chí có thể là hai land. Tuy nhiên nếu như muốn hai land thì có lẽ họ sẽ phải ăn được cái trụ bot hoặc trụ top thứ hai nữa. Có Manta, khá là dị. Bây giờ trận đấu này thì Weaver quyết định lên cho mình Manta. Manta chứ không phải Butterfly, không phải là Hurt, không phải là VKV. Chúng ta sẽ cùng xem cái sự hiệu quả của việc lên Manta trong một vài phút nữa. Trong đó thì sau khi tôi chê thanh niên Park lên cái Dagon, anh tiếp tục lên cả Dagon 2, có vẻ như việc lên Dagon đang tương đối hiệu quả. Không phải ulti trúng được vào Weaver. Sentau thì đã mua cho mình gem để có thể phá được mắt đối phương, control được map tốt hơn. Trong khi đó thì Venomancer đã có được cho mình cái ve ở Discord, tăng khả năng đi đam phép. Valader đang hướng đến BKB, mới chỉ có club đã có gậy xanh cho AA. Rizzo có mình gậy xanh và team mid orb, không hiểu sẽ lên gì đây. Có lẽ là lên hack, hoặc cũng có thể chơi bời lên Ice Sky đi. Rubik thì có mình đã có mình Blink từ khá là lâu rồi, bây giờ có 800 tiền. Nhưng với việc combat toàn fail như này không hiểu sẽ có lên được gì nữa đây. DK sau khi có BKB thì có mua cho mình cái chainmail đang hướng đến cho mình cái AC mà thật sự là không hiểu bao giờ thì mới có, quá là lâu. Thật sự với việc có Bad Rider, tuy nhiên là với việc DT họ cũng ngoại trừ Weaver đi farm ra, bốn thanh niên còn lại luôn luôn bàn với nhau, khiến cho Bad Rider của bên phía PA họ không có nhiều đất dụng võ. Khi mà Bad Rider mà Blink vào thì ngay tức có Doom cùng với Park có thể giữ chân lại khá là tốt, khiến cho cái ý đồ của bên PA họ không được thực hiện như mong muốn. Trong cái đó bây giờ bên DT đang tập trung lại ở trên top, bốn thanh niên bên phía PA thì lại ở dưới bot. Nếu như thế này thì chắc chắn sẽ phải lui về khi mà Weaver có khả năng push nhanh hơn nhiều với cái để solo của mình. Venomancer đã ăn được cái trụ rồi, bây giờ sẽ tiếp tục lao thẳng vào trụ 3 và sẽ phải tele về đẹp. Tuy nhiên là bên phía DK, bên phía PA DK cũng ăn được cái trụ bot. Rất nhiều tele nhưng cái trụ top đã mất đến nửa bình máu rồi. Lại tiếp tục bật cửa Manta ra để push trụ. Bây giờ thì Rayo đi ra thôi xong lại tiếp tục đun thẳng vào Rayo. Ui rồi ôi, thôi xong đây rồi, lên bảng có nhấc lên từ phía Rubik, nhưng bây giờ A tung ulti ra, rất nhiều người trúng ulti nhưng A cũng sẽ lên bảng luôn. Double kill dành cho, vâng, thôi xong, Weaver chết, Doom vẫn còn đó, vâng, Weaver tiếp tục buyback ra và tham lap quay ngược trở lại đánh nhau. Tuy nhiên bây giờ không còn ai có thể giữ chân lại Weaver để có thể đi Adam cả, DK còn cực kỳ nhiều máu. Một pha đép thành công với PA khi họ để chết mất hai và giết được ba thành về phía DT. Phát stun thẳng vào đầu của Weaver luôn. Bây giờ thì Rubik, rất đáng tiếc Rubik không có mình Blink. Nếu Rubik có Blink thì hoàn toàn thì Blink lên và nhấc được Weaver lên. Như vậy sẽ có cái mệt mỏi có stun thứ hai thôi xong rồi. Bye bye Venom, bye bye Venomancer. Dominating dành cho Rubik. Ôi, mặc dù là để chết mất 4 mạng nhưng ít nhất thì cái trụ top cũng đã nằm xuống. Bây giờ thì bên phía DT cái họ cần là một combat thắng lợi. Chỉ cần một combat thắng lợi nữa thôi, giết được tầm 3 hero đối phương và không để chết ai thì sẽ là hai rack. Top lane và mid lane sẽ nổ. Trong cái đó bên PA họ sẽ phải cẩn thận hơn, mặc dù họ vừa có pha dép tương đối thành công, tuy nhiên bây giờ là trơ trọi hết rồi. Rách chưa chọi hết. Thậm chí nếu như mà không giữ một khoảng cách hợp lý với cả cái rách của mình, ví dụ như đi vào Androsan hoặc đi đâu đó ganh ở dưới bot thôi, thì mà nếu như bên phía DT họ quyết định smoke và push thẳng vào mid và top thì sẽ là mất lane cực kỳ nhanh. Cho nên bây giờ PA họ sẽ phải thật cẩn thận trong những pha di chuyển cũng như ý đồ chiến thuật của mình. Mặc dù bây giờ Barrier có cho mình BKB nhưng điều đó không mang nhiều ý nghĩa.
Bây giờ có linh lên của ba đây là kéo được Park lại rồi, sẽ có nhấc lên từ phía Rubik. Chắc chắn là chết. Mega kill cho Rubik. Rất chưa blink thì bên phía Pia vậy đang muốn check xem có mắt ở đâu không. Cái mắt Rider bây giờ đang cầm gem. Đã có Lincoln cho Rayzo, nhưng bây giờ thì mới có Lincoln. Khả năng push trụ khá là tốt từ phía Rayzo cùng với cả DK về Normancer đang slow nhưng không thể làm gì nhiều. Trong đó thì Weaver đang một mình push xe bot. Nếu như là tôi sẽ cố gắng đép và để cho Weaver mình rát ở dưới bot và đẩy thẳng vào ba lane luôn. Chắc chắn là bên phía PR họ sẽ phải lui về. Cái lúc mà họ lui về như này hoàn toàn có thể để cho bên phía DT dùng ulti Sentao ra cản đường. Mặc dù kiểu đánh đó một kiểu đánh không hề đẹp nhưng nó cực kỳ hiệu quả trong thời điểm hiện tại. Khi mà đã có đến tận hai lane bị mất toàn bộ tower rồi, chỉ còn chờ mỗi rách thôi. Trong vòng 8 giây nữa Roshan sẽ đi ra pha combat tiếp theo, rất có thể sẽ là một pha combat ở Roshan. Và pha combat này sẽ quyết định khá nhiều đến cả kết cục của trận đấu. Bây giờ thì Bad Rider đã phát hiện ra có Roshan và bên kia DT cũng vậy, khi mà cái cọc của Venomancer cũng đã phát hiện ra rồi. Mình vừa đang có cho mình 2.900 tiền, chưa hiểu sẽ lên gì tiếp theo đây. Bên phía PR họ tiếp tục cố gắng vào Roshan. Khi mà bây giờ DK đã có cho mình AC rồi, Rubik thì lên cho mình một cái gậy Ghost để có thể chống khả năng diadam vật lý từ phía Weaver. Weaver bắn cực kỳ đau. À cũng đã lên cho mình gậy Ghost. Có Invi cho Park, bây giờ Blink ra của bạn đây là nhưng không thể kéo được Venom. Venom Foxstar về cực kỳ nhanh. Bóng búp đam cho DK và các đồng đội, nhưng bây giờ sẽ là lui về lại một lần nữa. PR họ ăn được tầm nửa bình máu Roshan và họ lại tiếp tục lui về. Cực kỳ khó khăn. Vâng, bây giờ thì sau khi PR ăn được một nửa thì một nửa còn lại DT đang vào ăn nốt. Với việc như thế này thì Roshan nằm xuống cực kỳ lẹ và sẽ là vâng. Như vậy là Weaver cầm được hồi sinh rồi. Bây giờ thì DK bật BKB lao vào Rubik Blink ra. Nhấc được thanh niên Doom lên, Doom sẽ lên bảng. Tuy nhiên Weaver đang bắn cực kỳ đau. Doom đã bằng Doom buyback ra. Bây giờ Unstoppable dành cho Weaver rồi. Thôi thì sao nữa, bây giờ thôi xong. Weaver đang bị focus cực kỳ nhiệt tình nhưng anh sẽ hồi sinh trong cái đó. Park có face và hết, sau khi hết face thì Park cũng lên bảng. Có lẽ Weaver sẽ chết bảng nữa. Sentao Blink ra stun được ba thanh niên. Ulti của Sentao có thể cứu được Weaver. Tuy nhiên Doom bây giờ cũng đã bị linh ra, Doom thẳng vào đầu của Rayzo. Nhưng mà Weaver vẫn chết. Weaver đã chết và không có buyback. 92 giây bây giờ đang cố gắng focus vào Doom. Barrier còn một tí máu. Doom cố gắng quay trở lại focus vào Barrier nhưng không thể làm gì. Wicked Six dành cho Rubik. Quá tởm. Đánh combat cực kỳ khéo, chỉ có mình DK lên bảng thôi. Barrier còn một tí máu vẫn có thể chạy về an toàn. Bốn thanh niên bên phía DT lên bảng, mặc dù có cả Roshan cho Weaver nhưng Weaver vẫn chết. PR đánh cực kỳ hay ở thời điểm late game. Bây giờ thì push thẳng vào mid từ bên phía PR. Trụ đang tụt máu rất nhanh với việc Rayzo có mình gậy xanh và đang bật ulti. Tuy nhiên có vẻ như họ quyết định lui về. Park đang đi lên, có ulti của Sentao. Bây giờ Blink lên stun được vào Rayzo. Rayzo trừ giáp cực kỳ điên với cái ulti của mình, sẽ phải lui về, không có Weaver và Doom. Sẽ phải lui về. Rubik ăn cắp, Rubik ăn cắp được ulti của Sentao nhưng bây giờ là giữ chân lại từ Park. Một pha giật đa gông của Park sai lần được rồi. Vẫn đang cố gắng đuổi theo Rayzo, cực kỳ trâu và stun lại nút đan thẳng vào đầu Rayzo.
Bác lại tiếp tục blink lên đánh nhưng mà đánh bị slow. Thôi xong rồi. Cô rồi rồi Illusoi gặp trượt Venom rồi cắm cọc rắn chạy rất khéo vẫn chết mà thôi. Thập diện mai phục như vậy thì chạy làm sao được. Đây cào gắng đi ra nhưng không kịp. Bây giờ thì kiểu khi mà Weaver đã đi ra rồi thế này thì lại một chút lợi thế với DT khi mà PR họ vừa để chết mất Rayzo. Tuy nhiên không có gì phải lo lắng cả khi mà Rayzo có cho mình khả năng bài bách. Không, bây giờ thì Falcon và Rubik thôi xong rồi sẽ kết thúc được cái Wicked Six của Rubik cho Doom. 1000 tiền, có thể tính là 1000 tiền cho Doom trong cái đó bây giờ. À thôi xong luôn. Đương nhiên là như vậy khi mà lượng đam của Weaver là cực kỳ lớn. Weaver đã lên cho mình cái Crystallis, như vậy là sẽ hướng đến Crit 2. Ba mạng bên phía PR lên bảng nhưng cả ba mạng này đều có khả năng buyback. Chúng ta sẽ check qua khả năng buyback ở thời điểm hiện tại. Ở thời điểm hiện tại thì rất nhiều hero có khả năng buyback chỉ trừ DK và Doom rồi. Doom thì không đủ thời gian, vẫn còn cooldown thời gian buyback, trong khi đó thì DK không đủ tiền. 400 tiền nữa DK mới có thể buyback. Đã có buyback từ phía Rubik. Tiếp đến đó là ở trên top. Ở trên top bây giờ đã kéo được Weaver lại rồi. Tất cả đang đi ra. Bật rất nhiều BKB lên. Đúc đam cực kỳ tởm đến từ phía PR. Ngay tức 3 thanh niên lên bảng Weaver tiếp tục chết. Có mấy anh nhưng quyết định không đi ra khi mà Doom cũng dẹo luôn. Và bây giờ đến là Venom. Thôi xong nát rồi. Team khoai dành cho PR. Họ đã giết được toàn bộ các thanh niên bên phía DT. Và đây là thời điểm để lật kẹo. Tuy nhiên vẫn còn nó 4 hero có khả năng buy back từ bên phía DT. Mà cái land, cả ba land này đang khá là cao. PR sẽ phải chờ đến 1-2 combat nữa mới có thể lật được hoàn toàn. Ở thời điểm phút thứ 44 bây giờ thì lượng gold chênh lệch vẫn đang nghiêng về cho phía DT. Nhưng mà XP thì bắt đầu lại có dấu hiệu lệch về bên phía PR rồi. Đã có lúc nó sẽ về được cái không. Tuy nhiên là bên phía PR họ lại tiếp tục giữ được một cái khoảng cách nhất định về mặt kinh nghiệm. Bộ Fortify trụ nhưng chưa có buyback. Class là buyback từ Weaver. Đúng là buyback từ phía Weaver rồi. Bây giờ bắt đây đang kéo được Centaur ra. Ba Park cũng đã đi ra nhưng Centaur ngay tức lên bảng. Nhưng mà bật BKB lên tiến phía Park Rider. Bây giờ thì Fox Tap đi. Tuy nhiên không phải là về Normaster không chết. Master chết có pha ulti của Park và bây giờ Weaver đi ra đang có focus vào Rayzo stun đến từ Centaur. Thôi xong rồi, Rayzo lên bảng. Park cũng đã dẹo 1 đổi 1. Ít nhất thì Millirex của DT vẫn còn. Họ vẫn còn có thể tiếp tục hy vọng. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Nhưng mà thời điểm này vẫn còn rất nhiều hero khả năng bay bách. Còn tới 5 hero khả năng bay bách. Nó 2 hero bên phía DT bằng bên vừa rồi thì Venomancer vừa quyết định lên cho mình giày bay và mua cho mình một cái gem. Như vậy là Venomancer sẽ không còn khả năng buyback. Bây giờ chỉ còn Park khả năng buyback, trong khi đó ở bên phía PR thì là 3 hero, Bat Rider, DK và Razor, 3 coil đều có khả năng buyback. Vừa đang thả bọ ra để có thể scout được đội hình đối phương. Có lẽ đã nhìn thấy được Rubik cùng với cả DK. Bây giờ có bút đam ngay tức blink lên nhưng mà thôi xong rồi, có nhấc lên từ phía Rubik. Tuy nhiên không đủ lượng đam và thôi xong, bắt đầu lên bảng. Bây giờ thì có buyback từ Razor, buyback từ bắt đầu Doom đang Doom thẳng vào đầu của DK. Tuy nhiên bây giờ đã có đi ra, DK đang bị Doom nhưng vẫn vô cùng trâu. Quyết định quay trở lại, Rubik đang có Tsukuji đuổi theo. Đuổi theo có nhấc ai không, quyết định focus vào Venomancer. Venomancer có cho mình gem nhưng sẽ là stun từ kia DK. Thôi xong rồi, gem. Ông Weaver vẫn không thể ăn được cái trụ. Bây giờ thì Tsukuchi tiếp tục đuổi theo từ phía Rubik nhưng mà có lẽ là không đuổi kịp. Nếu cứ đánh như thế này có vẻ như bên DT họ hơi vội vã.
Nếu cứ đánh như thế này thì bên PA họ chắc chắn là họ sẽ lật được. Bên DT họ cần phải bình tĩnh lại. Nhưng bây giờ thì còn Doom cùng với Park có khả năng buy back. Trong khi đó thì các hero bên phía PA đều hết khả năng buy back rồi. Đây sẽ pha combat cực kỳ quan trọng khi mà bên phía PA họ không còn buyback. Sẽ cần phải bắt Raider mở combat cực kỳ cẩn thận. Weaver mặc dù rất là có khả năng đi đam cực kỳ lớn, tuy nhiên là phải cần các đồng đội có thể backup được để Weaver có thể đi được đam. Khi mà bây giờ các support bên phía PR đang đánh khá là chuẩn với việc là họ đều có gậy ghost. Và Weaver bị nhắc lên rồi, sẽ là ulti của ba laner bật BKB, rất nhiều BKB. Ulti giả qua trúng được Weaver, ngay tức Weaver lên bảng luôn. Bây giờ Doom đang focus cực kỳ nặng, lượng đam đi cực kỳ lớn và Doom cũng lên bảng. Ui rồi, ôi nát. Giờ thì không cần phải quan tâm nhiều, focus thẳng vào crack thôi. Lemmit đã tăng hoàng và bây giờ là xuống bốt. Có nhấc lên rồi, thôi xong rồi, nhấc được Centaur lên, bật ulti ra của Centaur không thể làm gì. Clispy dành cho A. Có lẽ cô GG được rồi. 55 giây nữa, 66 giây nữa thì Weaver mới ra, 55 giây nữa thì Centaur mới ra. Quyết định ăn luôn vào vào Ensign của đối phương. Bây giờ thì bắt đầu đã kéo được Venom, chắc chắn Venom cũng sẽ dẹo, không ai thì bay áp được. Gì gì? Trận đấu tuyệt vời cho bên PA, chúng ta có thể thấy là họ đã lật kèo thành công, đã có những lúc mà bên phía DT họ hơn rất nhiều. Nhưng tiếp tục là Doom ra fit. Và là Park. Vâng, sau đây thì chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi tiếp tục đến với giải đấu Dota 2 game show. Nếu không có gì thay đổi, có lẽ sẽ là trận đấu giữa M5 và NVMe. Tuy nhiên không biết là đã có lobby chưa. Không, vậy là đã có lobby rồi, ngay tức vào luôn.